Tiếp tục nha. Mỗi ngày tuần là xuống rừng bà ở đâu rằng? Ông Môn. Ông Môn ha. Là bà ngoại. Trời ơi là trời. Cháu con nó khôn tạ nhá. Ừ. Yeah. Bây giờ cho ông xin để mà dớt, tôi thấy ông tấm sang ông dán vậy cho bắt trước đó. Tấm sang đó cô ơi, nếu mà cô biết những cái câu thánh giái đó đó, cô có thể lễ hỗ trợ cho vợ chồng anh trai đó đi cô. Chào các bác anh chị nghe, tại thì em đang có mặt tại phường Tân Phú, huyện Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Ở đây có một bé tấm sông á. Ngày hôm qua nó chưa tìm thấy nữa, bà con mình ở đây đang tìm. Bên này mà tóc bình thông mà nó chậm mấy đem xuồng ra đi lấy miếng chài chài lại gần gần đây nè. Lấy miếng chài lấy chài đâu giờ mẹ chài của tôi có không không có chài tôi chưa chài mấy ai mạnh kỳ chài vòng vòng có dục gà kéo chài gì em đó. Có hồi xa hồi nước mà cạn dễ chạy hồi sớm đó là một cái chiếc ghe ủi đi mà trong khiên xuồng ra chạy xây này sát bên đây nè vậy hả ghen cái gì đâu đi tôi lên trên lấy miếng chài miếng chài vòng vòng khu này khi mình hên đó mà có miếng chài dính gốc nó kẹt dữ luôn chưa lặn được gì chưa chưa có ăn dính gốc lại dính gốc thì có gì đâu kéo lên mày gách nhiêu đó gách mà cởi mày trời nghỉ xài rồi lâu xài rồi mà không kỹ ăn nói ra nó chạy nó có dạ. Em trai đó nhiêu tuổi rồi cô nghe nói nãy 5 tuổi 4 tuổi mấy gần 5 tuổi ồ nhỏ em trai 5 tuổi nhỏ ăn lên trên lấy miếng chài hơn nhỏ mình cũng nhỏ bị gì đó đi bán với mẹ nó dạ. đi lên đi mở cửa ăn mà đêm hôm cái giác đó là 11 giờ mấy nhà anh gần đây không 11 giờ mấy ờ tướng đâu xa chứ con có biết gì đâu. À, cái 10 giờ là ca trong nhà luôn đó. Cha nó còn mẹ anh xuống đây rồi. Ờ xuống đây rồi là cái thằng quỷ thằng cu nó chỉnh cụ nó sàn tới sàn lui là 11 giờ mấy ở đây nè. Chó nó sủa nhầu nhầu nè, tôi chung ra hai. Gớt rồi. Ủa cháu trai nha, đây là chỉ là người chân chia sẻ. Cu đi tới lui gớt rồi. Vậy đó hả? Rồi nó chạy. Xem. Rồi con mẹ nó rồi. Chị đó làm gì dữ vậy chị? Chị đi kiếm ai vậy? Trời ơi, cái cầu gì đó mà dám xuống hả? Trơn nè. Dân lửa xong mà đợi gì ba nè. Chị... Người ở sớm hả chị? Dạ, em thấy rằng chị ai làm gì đắng kìa? Thì đó. Đang tìm á. Đang đi dẫn tìm đó. Trời đất ơi. Sao mà chị đây nha?
chị gái ở đây gọi là gì ạ? Ở phường mình nè. Phường Tân Phú. Phường Tân Phú, huyện Cái Răng hả? Thành phố Cần Thơ. Giờ này nó bắt đầu nổi rồi. Giáp tử hả chị? Đúng rồi. Tại vì một ngày một con nít mà ngàn miên là nó nổi rồi. Dạ. Ở bên kia ta chồng có muốn hay gì dữ ha? Có muốn luôn rồi. Nhìn hoài tôi thấy cũng là kênh cá bán á, gì cũng đâu có hỏi, tôi đứng đây lâu lắm. Ở đây sâu quá trời. Bị vết này là cái thẩm. Tại vì cái vết này hồi đó sáng cạp mút sâu dữ lắm. Cạp mút mấy đợt. Em vô chạy lên kêu bỏ chứ không ra là. Cái mé này nè, cái mé này cái bến của tôi rồi. Là từ cái miếng nước đó, tụi là ra tới cái miếng bụi lục bình trôi đó là bước xuống tới đây nè. Tụng cái này nè. Tôi chạm nha. Đứng vậy nè. Nó đi chùi ra ngoài á. Hồi hôm mẹ đi ăn đây đó là chưa. Bây giờ mà đi mẹ ngủ nó là nó tỉnh không? Mẹ nó tỉnh không? Mẹ nó bồn đen. Tôi mới nghe dần gõ nói thôi nha, Trường nói nè. Cha nói thì chỉnh chứ còn mẹ nó đâu có nhậu đâu. Cha nó cũng không có chỉnh không nữa. Mẹ nó hơi hôn, mẹ nó hơi mệt, mẹ nó dắt nó xuống ghe trước. Rồi nó đi đánh răng hả chị? Rồi thôi mẹ nó mà mẹ nó buồn. Bởi vì hồi sớm á là nói là cái em á là cái chỗ thuộc bộ luôn rồi còn chảy còn thân mà. Em mà chảy đánh răng của nó là nó đi ngủ là nó phải đánh răng. Vậy nè để cái bên là còn nằm ở trong trong vỏ luôn. Ừ mẹ nó đưa điện thoại cho nó coi tính ra nó ngồi đó nó coi. Là cái bản đó là mẹ nó không hay luôn ngủ mê. Dạ chào Dương Tiết Kiên Giang nha. Mà đêm hôm giờ đó thôi vậy đó chứ không thèm la làm gì phải la thì nguyên cục bên đây với bên kia người ta tú người ta mà đốt đèn này kia mà ta gọi. Dạ 11 giờ khuya hồi tối đó chú. 11 giờ khuya hồi tối là nước lớn hay nước ròng vậy chú? Nước ròng nước bình vậy đó. Dạ nước ròng như vậy luôn ha. Con thấy vậy nữa. Con thấy cái mé sông này quá sâu quá chú. Không vậy đó châu nó có cái vực thẳm thôi. Dạ có cái cấp ở dưới ha. Cái cấp thì chắn mút ở dưới chắn mút là mút dạ. Đổ làm độ nè. Dạ. Bây giờ thì nó cũng bồi mà đều nó còn cái vực vực thẳm vực cấp gì thôi. Mày được. Anh chạy đi. Đem phải chạy đâu. Ba sải thì hút vậy. Có cái cọng dây dụi không? Dây dụi tôi ai tháo rồi nó tiêu rồi. Có nguồn tôi lấy cọng dây dây dừa. Không có dây dừa. Chạy 8 ký thì qua không nổi thôi chứ. Chạy này mình chạy lỡ nó có phân gữ à. Phân 8 mà. Để vô lục lấy dây. Bây giờ xuống mình khiêng cái xuồng trước đi. Chú đang kiếm một dây nè. Kiếm một dây đang cột cái chài không giải được. Chài để lâu năm quá không có. Nó xài. Nó mới nói. Vậy là không có la làng lên này. Không có la làng lên gì. La làng lên mà con ở đây ta tiếp nữa đó. Ừ, thấy là hôm thì thằng nhỏ đẳng nó đem chài. Dạ. Gì kỹ nó có chài lớn. Chạy ngang ngay có 11, 12 giờ khuya mà. 12, 11 gì có hữu sự là làng tiếp hả? Ừ, nó sớm mà. Thằng này nào nó có mình chạy bụ lắm. Nó hay chạy tôm, chạy gốc của mình thông này nè. Ra thì nó chạy lại nó tiếp. Ngày lúc đó nghe nói ba con bé là lúc đó là lính quýnh hết trơn rồi, đi cũng hết nổi luôn rồi. Thì nó lính quýnh mà chạy lên nó kêu, đỡ ơi con tôi gớt xong mà tôi có nghe đâu. 4 giờ là đúng 4 giờ tôi xuống đứng tôi nhìn hoài. Xe qua đi. Xe qua. Chưa không qua đậu nữa đi. Chị này ở sớm rồi, cho thăm. Trời ơi tôi mới hai cái đợt tôi hết biết luôn. Không. Rồi, mấy trong bọc á. Cái chài mình bự hả chú ha? Bự ra. Dạ. Dạ xả gì đó. Đúng. Cái này mình làm khoảng bao nhiêu cái móc chú? Hả? Theo mình làm khoảng bao nhiêu móc? Không có làm móc. Cái này không làm kéo móc. Chài. Kéo chài. Kéo chài ha. Kéo chài mình bung kéo chài vậy nè, mình bung ra vậy này mình kéo. Dạ. Yeah. Tại sao mình không làm thêm mấy cái móc ta cho chắc ăn? Đâu có làm móc móc thì đưa móc xuống thì nó móc một bầu xuống dưới màu nó kéo thì nó gịch xuống dưới đất. Dạ. Yeah. Đâu có đi được. Nó nặng ha. Giờ cái này mình cuộc lên mình làm cái chài ha. Mẹ đâu rồi cô đào? Dây này. Ừ đúng rồi, cô nói đúng rồi, cái viên đó cô.
mà không biết cái đằng kia ta có mà cúng giấy gì của bên của mà bà cậu không nào. Có mũi có cúng mà tối dài. À. Cúng cái này có cầu nguyện giấy thì tối giờ luôn mấy lần này. Mình cúng nguyện giấy mà phải xin keo nó đàng hoàng. Phải xin một lần, ba lần, tới bốn lần yeah. Nãy sáng giờ có xin keo chưa không biết. Còn không thì bà con mình xin cũng được, tự mình xin được không? Ở như ai hợp thì được chứ coi đâu. Đó, đây là chuẩn bị chài buộc dây đầu lên hết nè, chài nè. Rồi, một người xong, là mấy xong ở trên bờ. Mình làm gì mình cũng phải xin trước mới được hết không? Mình xin nè, rồi mình phải giá gành nó cho tôi. Bây giờ cho tôi xin để mà vớt, tôi thấy ông Tấm Sang, ông giá vậy tôi bắt trước đó. Ông Tấm Sang đó. Cô ơi, nếu mà cô biết những cái câu khấn giấy đó đó, cô có thể lễ hỗ trợ cho vợ chồng anh trai đó đi cô. Mà đâu có thấy ai mà giặt thân nhân nó đâu. Mấy hồi nữa mình đem xuống xuồng mình tự làm cũng được luôn cô. Không thấy ai thân nhân gì hết trơn. Trời ơi, nãy giờ tôi lại đắng tôi thấy có ai thân nhân đâu. Đang bối rối đó cô. Ừ. Mình dán để cho ông cậu bà cậu cho mình. Nói vậy nè. Tân Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ nha. Ông cậu bà cậu, bà Thủy. Bà Thủy là bà giữ đó. Mình xin rồi cái mình hốt ba nắm gạo, ba nắm muối, mình giải gì nè. Giải cái chỗ chiếc ghe mình đậu á. Ngay vị trí đó ra. Mình giải, mình xin. Mình xin đàng hoàng. Chị Văn Lê ơi.